nhà vườn Phong Sơn gửi lời chào toàn thể các bác yêu cây. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em cũng đã ủng hộ, theo dõi fanpage nhà vườn cũng như đã từng mua cây ủng hộ nhà vườn Phong Sơn. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu với các bác một bộ đôi xanh Nam Điền, chuẩn Nam Điền 100%, dáng trực huyền. Hai cây này thì cực kỳ là giống nhau. Các bác để làm một bộ đôi trước cổng, công ty, cổng nhà hay là nhà thờ cổ, nhà thờ tổ, nhà cổ đều rất là đẹp. Đó, đặc biệt là trong mùa Covid này, các bác cũng hạn chế đi lại. Các bác có cái cây trước nhà, các bác cũng có cái để các bác ngắm, rồi sáng ra các bác tưới, cắt tỉa, nó cũng thư giãn. Đó, một bộ đôi xanh Nam Điền, đặc biệt đây là xanh Nam Điền, một loại xanh có giá trị của vùng đất Nam Định, bởi vì nó sở hữu cái bộ lá rất là nhỏ, dăm nó dày và tán cây nhìn nó mịn, nhìn như những bức tranh. Và nước da của xanh Nam Điền nó màu bạc nên nhìn nó rất là già cây. Cây này thì có chiều cao, em chỉ tính từ mặt chậu lên, chiều cao tính từ mặt chậu lên nó là 2m, nếu như các bác tính từ dưới đất lên thì nó khoảng 2m rưỡi, bởi vì nó cũng trên một cặp chậu long phụng rất là đẹp các bác ạ. Và tán huyền của cây nó là 2m2. Cây thì là cây ôm đá, các bác nhìn này. Khi đưa về nhà thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại, các bác nhìn còn đẹp nữa. Đó, cây ôm đá dáng trực huyền, ý nghĩa trực là cương trực thẳng thắn, huyền hiện là cho sự khôn ngoan, khôn khéo, khéo léo. Đó, số điện thoại của em ở trên màn hình thì em có giao cây cho các bác tới tận nhà, các bác nhận đúng cây này mới thanh toán. Đó, cây thì các bác cũng mua của em rất là nhiều, các bác cũng biết rồi. Đó, uy tín, chất lượng. Đó, các bác cứ yên tâm. Đó, bác nào ưng tác phẩm này, các bác có thể gọi điện trực tiếp qua cho em, có số hotline ở trên màn hình. Đó, cảm ơn các bác.